Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Chép Game. Video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi cái series tựa game Robbery Bob phần 2. Các bạn xem nó thấy đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh mình. Giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Ok. Này. Một tựa game đến từ thương hiệu Level A. Hiện tại mình đang ở map Bifurbit level thứ 5. Ok, mình sẽ chơi luôn nha. Này, lại là cái ông người trực tiếp này. Rồi giờ mình sẽ vào lẻn vào cái khu vực bên trong, bên trên. Mình sẽ kích hoạt hai cái máy này trước, tạo ra âm thanh. Ok, mình xin đắp đây nha. Ô, cái vòng này có một cái chú linh dương. Coi các bạn coi này, nó ủi mình ạ. Đấy, thấy không? Tiếp tục này. Mình sẽ dụ nó cho nó phá hủy giùm những cái tảng đá. Rồi mình đã lấy được cái hòm kho báu rồi nha. Giờ mình sẽ mở khó qua chuồng ra khỏi đây. Ok. Haha. Rồi mình đã hoàn thành được perfect. Tiếp theo mình sẽ qua dòng thứ 6 nha. Bifurbit level 6. Rồi. Ông sẽ dắt mình tới ăn trộm cái ngôi nhà này. Mới đầu thì các bạn hãy để cho cái cửa này mở trước. Rồi. Để cái cửa này nó mở luôn. Rồi mình đã biến thành một cái ông người áo hồng. nhầm. Mình phải đánh lừa ông lại. Tự nhiên mình ăn trộm cái kia cái nó biến mình thành thành cái ông bóp. Hết bị mất cái chức năng giả dạng. Ok, mình đã giả dạng để tránh cái camera này. Đó, nó sủa hai người luôn. Có hai người nghe thấy tiếng chó sủa luôn. Oh, không kịp thời gian perfect rồi. Oh no, mạng này mình chỉ được 2 sao thôi. Oh my god. Rồi, mình sẽ qua cái dòng thứ 7 luôn nha. Giờ mình cứ chơi cho qua hết đi. Rồi lát nữa có gì cái màn nào mình chưa được 3 sao thì mình sẽ chơi lại nha. Chơi 3 sao mới hay chứ, chơi 1-2 sao rồi. Cẩn thận nha. Vòng đây có mấy ông trực tiếp này nè. Coi chừng mấy ông ủi mình một phép là hết ăn trộm luôn. Rồi để mình chạy qua đây lấy thêm còn sót một món đồ nữa mình sẽ rồi mình sẽ giả dạng thành một cái bà già. Ha ha ha. Đừng có chạy nha, chạy là mình sẽ biến thành bóp á. Ghê quá. Đấy, rồi ta lấy được chìa khó này. Giờ mình sẽ kích hoạt cái công tắc. Tắt cái camera. Rồi, chạy lên. Ok.
Ôi trời ơi, chơi gì cũng không được Buffett luôn. Tiếp theo là màn thứ 8. Cái này là các bạn mới vô lại đá cửa cho nghe tiếng động này. Đấy. Lập tức biến thành cái người người liền, biến thành một người khác liền. Rồi. Cho trong cảnh sát này ông nghe. Mình sẽ lẻn xuống dưới lấy cái hòm kho báu trước. Đấy đấy đấy. Rồi, bây giờ là chúng ta mở cửa này đi xuống. Thì sao đây? Ông này không nghe rồi. Ok. Tưởng ông ở dưới không nghe chứ. Rồi, Buffett. Ok. Nãy tưởng ông ở dưới nghe là dòng này mình không được Buffett rồi. Rồi, mình sẽ chơi tiếp tục là level 9. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy món đồ đầu tiên. Mình sẽ vòng qua đây và chạy lên trên. Rồi. Tiếp đến là đợi trong cảnh sát này đi trước đã rồi mình đi phía và sau ổng nha. Cố gắng là đứng đứng gần ổng mà đừng có chạy coi chừng ổng nghe tiếng chân á. Rồi mình sẽ lập kế hoạch để cho con linh dương này. Hình yes, và đương nhiên mình đã đạt được Buffett. Rồi mình đang ở level thứ 10, mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Mấy giờ phải chạy thật nhanh để mình đi hướng về sau của ổng. Giờ mình sẽ đá cánh cửa này. Đấy. Căng thẳng camera, căng thẳng mấy tia laser chứ. Ông đang phát hiện cửa mở này. Rồi, trốn trốn trốn. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Mình sẽ vào đây lấy chìa khóa. Căng thẳng. Còn 10 giây, 8 giây, 7 giây. Và mình có đạt được Buffett hay không? Ok. Buffett. Đấy. Rồi, mình sẽ chơi cái vòng cuối cùng video ngày hôm nay nha. Từ mới vô là đợi cái ổng đi xuống lại đấy.
mày nó cho mình 1 phút 2 giây để mà đạt được perfect, chúng ta có thể thành công hay không nha. May quá, không có đụng ổng. Trốn vào cái chiếc giày nè. Trời, chiếc giày to à. Rồi mình sẽ cho con linh dương ủi vào cái ông này. Ôi bậy rồi, mày ủi tao mày bậy quá, mày ủi tao mày bậy quá. Này nè, nè ha, ok, và chúng ta đã đạt được perfect rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho một like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.